Hello, chào các bạn nha. Vô mùa rồi, vô mùa rồi. Táo tàu nở bông quá trời luôn. Đây là cái táo tàu GA866 này các bạn. Chà, nó lên tốt quá, bông nó nhiều quá trời, bông nở rồi này các bạn. Ồ, cây này bự ghê à, bự ghê à nghe, cao ghê à nghe. Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Táo tàu GA866. Em là GA866 em. Hello các bạn nha, em bông quá trời luôn. Cây này năm ngoái nhiều bông quá. Mà ra trễ lắm, năm nay sao bông ra sớm này. Có ăn rồi đó mà, cái loại này ăn ngon thiệt á các bạn. Trái bự, giòn ngọt, ngon quá trời luôn á. Mình mới ăn được mùa năm ngoái thôi. Ui, quá đã luôn, là năm nay nó tốt quá trời luôn các bạn ơi. GA866 nha, em là GA866. Năm nay em quá tuyệt vời luôn. Em quá tuyệt vời, em đẹp lắm mà em nở bông sớm rồi này các bạn. Em sẽ có trái sớm nha, em nở cái nhánh này nở bông rồi. Và cái nhánh nào cho nấy bông không hả nhỏ. Công nhận táo tàu dễ trồng các bạn ơi. Tới mùa là nó nở, nó ra bông ha. Ra bông đậu trái à. Đó, mà nó cao quá trời, mới cắt bớt một khúc rồi mà nó cũng còn cao á. Này trồng trong chậu với trồng dưới đất rồi thôi á, thành cái nhà luôn á các bạn ha. Wow, đẹp chưa? Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn á. Cây nào cũng đẹp, cây nào mùa xuân á, hoa lá nó nở quá trời, cây cối nó đâm đâm chồi nảy lộc, bông ra lá non ra các bạn ơi, đẹp quá. Rồi, đây là một cây táo tàu ha. Để mình mời các bạn ngắm mấy cây táo tàu ở nhà mình nha. Đúng là GA866. Ủa? Cái gì á? Không phải GA866 là cái gì quên rồi. Honeya. Em là Honeya. Em này bông nhiều hơn á. Mà lá nhỏ hết các bạn. Em này lá nhỏ. Bông nhiều ghê chưa? Bông chằng chịt luôn á. Em này đó, em này năm nay cũng lớn rồi, năm ngoái cũng có trái nhiều lắm mà đều trái nhỏ hơn em kia. Trái nhỏ hơn em GA866. Ăn ngon ngọt đã luôn á, Honeysia mà ăn như mật ong vậy á. Honeysia, à, mấy cây giống ngon nè. Ăn mấy cây giống này mới đã nè các bạn. Đó, một em Honeysia bông đây nhóc luôn. Mình mới vừa bỏ phân cái gì phân trụ quế một 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 cục nằm dưới gốc này đem thùi rồi các bạn. Chờ tưới nước lên, quăng quăng xuống mà chưa tưới nước nữa đó, bỏ vô cho nó tốt. Mỗi tháng bỏ cái gì bơm bio, rồi tháng bỏ phân trụ quế, rồi bỏ phân 14, 14, 14, 3 tháng bỏ 1 lần. Cứ vậy mà làm rồi mình có cái gì ngon, muối ấp sình rồi đó. Mình cũng bỏ vô nắm nắm đó các bạn. Cho nó nuôi cây, nuôi trái cho nó đẹp. Cây này thì nó dễ trồng lắm. Táo tàu thì dễ trồng lắm. Không có khó đâu các bạn, không có nhiều nước. Cứ phân tro cho nó đầy đủ là nó lên à. Không có dễ trồng, không cần chấm phấn chấm bông gì hết, cũng quá đã luôn các bạn ha. Đó, em đã chưa, đến gần nè các bạn thấy bông chưa, chi chít luôn, đã luôn. Năm nay có ăn giỏi, có ăn nhiều rồi đó. Năm ngoái mình cũng có ăn ngọt mà trái nhỏ, ngọt giòn mà trái nhỏ. Rồi quá đã ha. Các bạn ơi, đây là cái cây táo tàu Sugar Cane nè các bạn, đầu mùa đâm chồi nảy lộc á, bây giờ nó nở bông quá trời luôn. Đó, một cây Sugar Cane nha, bông bông quá trời bông nè các bạn, lá non ha. Lá non xanh mướt đẹp quá chừng luôn, mùa mùa xuân tới qua mùa hè thôi, bông nó sẽ nở luôn á. Wow. Sugar cane, đây là em sugar cane ha. Đó, em ra bông quá trời bông này các bạn. Cây lá xanh mơn mởn luôn á. Ui da. Các bạn thấy bông chưa, táo tạo quá trời bông luôn, bông đẹp ghê ha.
Ui da là táo tạo sugar cane nha. Đây thêm một cây sugar cane nữa này. Tham lam trồng nhiều sugar cane quá. Sugar cane ăn cũng ngon ha. Trồng hai cây sugar cane luôn. Bông quá trời bông nè các bạn. Bây giờ có nhiều giống mới nữa mà thôi đầy rồi. Hết chỗ chứa rồi. Hết chỗ chứa, hết hết ham nữa rồi, hết mua nữa rồi các bạn. Đó, lúc trước mình ham mua quá, bây giờ thôi nhiều quá rồi, ngán rồi. Đó, hai cây, đằng kia ba cây, năm cây rồi. Đó, các bạn thấy chưa, em một em sugarcane này cũng bông gió trời. Mấy cái táo tàu này nó dễ ra bông ghê các bạn ha. Dễ ra bông tới mùa là, tới mùa này là nó đâm chồi nảy lộc và bông nó ra là cây nó xanh tươi đẹp. Rồi đây là cái seahorn này đó. Seahorn thì bông yếu á, ít bông á, mới bắt đầu lú lú á. Seahorn ăn cũng ngon nha, năm ngoái mình có mấy trái ăn cũng ngon. Ê, này này, cũng có một mớ trái ăn cũng ngon, ngon lắm á, ngon hơn mấy cái kia mà cái trái nó bự hơn á các bạn, ăn đã lắm. Năm nay nó quýt rồi đó, năm nay lớn rồi này các bạn. Seahorn nè. Mà mấy năm mình mua táo tàu mắc quá, bây giờ táo tàu rẻ có 100 đồng là có 1 cây rồi. Mấy năm mấy giống này họ bán tới 150 luôn á các bạn. Bây giờ mình trồng mình mua rẻ hơn mấy năm trước các bạn ha. Đây seahorn nè, seahorn nè cũng ra bông á. Ở trên này, ở trên này có bông nè, ở trên này có bông nhiều nè, ở dưới này bắt đầu đâm bông nè. Còn em sugarcane thì nó nở luôn rồi đó các bạn. Ồ đã luôn, cây nào cái đấy sao nó tốt quá trời nè. Wow, nó tốt quá trời tốt luôn đó các bạn. Bông trái thấy đẹp lắm, mê lắm các bạn ơi. Trồng kiểu này thấy ham thiệt á. Wow, quá trời đã luôn, quá trời đã luôn. Đó, sugarcane ở đây được hai cây, một cây seahorn là ba cây. Còn mấy cây ly len vậy thôi, mình cho nó đi vô nghỉ xả hơi hết rồi các bạn, không trồng mấy cái đó nữa, không ngon, khó khó mà để hái ăn quá. Hái đúng quá thì nó ngon mà hái không đúng thì nó dở ẹt, nên thôi cho nó đi đi. Mình giữ mấy em này, này lúc nào cũng ngon hết nè. Đó, lúc nào nó cũng ngon, cho mình trái ngon ăn hết, đã luôn. Đó, các bạn thấy một hàng ba cây táo tàu đã chưa, mê quá là mê luôn. Ui giờ đã ha, bông không là bông à, còn cái ổi bông dễ sợ luôn á các bạn. Ổi này, ổi này, ổi thái ruby ít hạt nè. Đó bông này, bông ghê chưa, mà nó mập dễ sợ luôn. Ồ có đủ bông, có đủ ba cái bông rồi, thôi ngắt cái ngọn này bỏ đi ha, mắt cái ngọn này bỏ đi, có đủ bông rồi. Thôi bông chưa rồi, mình cũng chơi thấy mấy cũng tháp rồi vô đây tùm lum nè, không biết đội có đâm không biết. Tháp mấy cây Đài Loan á với là ruby thái vô, cây này cũng ngon lắm, cây này năm quá trái nhiều lắm. Ui cha bông này các bạn thấy bông chưa, bông từ dưới gốc lên ngọn luôn mà, quá trời. Bây giờ bắt đầu ra bông đậu trái á. Cây này năm ngoái là đậu nhiều trái lắm nha, năm nay cũng ra nhiều bông lắm nha. Đó các bạn thấy không, mình cắt mình bỏ hết rồi đó, chỉ là giữ lại một chút thôi á. Bây giờ đâm lại rồi nó ra lại quá đã luôn chưa các bạn. Ổi ruby thái, còn cái anh ổi kêu bằng Đài Loan ruột hồng mà trái ruột mềm nè, anh cũng còn ra trái, anh đậu tùm lum hết, anh cũng đậu tùm lum luôn á các bạn. À, các bạn coi anh bông anh cũng ra nữa rồi, mình cũng bày đặt ghép 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 vô tháp tháp vô nữa nè. Nhưng mà mình tháp mấy cây mãng cầu nó đậu nó dính hết rồi các bạn ơi, đã luôn á. Đó cái nhánh này cũng nhiều bông quá nè, phải ngắt cái ngọn này bỏ đi nè ha, để nó ra cao quá.
Đây, cái nhánh này cũng vậy nè, cái nhánh này cũng vậy nè, ngắt cái ngọn bỏ đi nè, cho nó khỏi lên cao nữa nè. Đó, các bạn thấy nhánh nào ra là cũng có bông hết á, nhánh nào cũng có bông hết á, bông nhiều lắm, không bông mà. Đây, cái nhánh này cũng ngắt ngọn rồi ha. Ui, cái nhánh này cũng nhiều nhiều bông này, cũng ngắt cái ngọn nó đi. Bông này ra đủ ba nhánh bông là ngắt ngọn đi ha, người ta bày vậy đó, mình cũng bắt chước làm theo. Ô, đây ngắt ngọn luôn, quá đã luôn các bạn ha, chu cho bông quá trời bông luôn các bạn ơi, nhiều bông ghê lắm. Để mình quay cho các bạn coi mấy cái ổi của mình này, bông này, tóc tàu bông này, mãng cầu bắt đầu bông luôn, chấm phấn đậu luôn rồi. Ui da đã đây, đây cái bông này, bông này. Ô, cái nhánh này cũng nhiều bông lắm rồi, thôi ngắt ngọn nhánh này luôn ha, ngắt ngọn nhánh này luôn rồi. Rồi mà các bạn ngắm chút ha cho vui nha, chụp chặt cây ổi á, lá nó là xanh xanh non đẹp ghê á, cây nào cũng lá xanh đẹp ghê các bạn. Đó, giờ mình chỉ cắt cho nó nhỏ nhỏ như vậy thôi, không có cho nó lớn cao quá hái không được, mà cũng không có đủ sức nuôi đâu, cái chậu 25 ga lông không đủ sức nuôi nhiều đâu ha. Đó, mời các bạn ngắm một xíu, trời ơi đầu mùa vô thấy cây nào cái nấy đã luôn á các bạn, đầu mùa vô thấy cây nào cái nấy nó non xanh mơn mởn đẹp ơi là đẹp luôn á. Rồi mời các bạn ngắm một chút cho vui nha. Hello các bạn ơi, chào các bạn nha, đây là cây ổi ruby Thái nè các bạn, mình khoe với các bạn này, bông không là bông luôn á các bạn ơi, này bông này, nhánh này bông này, nhánh này bông này, mình ngắt ngọn rồi, nhánh này bông nở rồi nè. Ui da, nhánh nào mà nó đẻ ra bên hông á, cái lá đó nó rụng á, rồi mình ngắt cái lá nó đi á, cái cành này cái nó ra cái nó ra bông luôn á các bạn ơi, nhiều bông dữ sợ luôn á, nè bông này quá trời bông luôn. Nhánh nào cũng bông hết á, bông nhiều quá ngắt bỏ bớt ha, để coi thấy nó có đậu không á. Nè bông không là bông mà các bạn ơi, cái ổi ruby Thái này dễ bông ghê ha. Đó mà nó cái ruby Thái của mình nó bự ghê chưa các bạn, to dễ sợ luôn này, cao ghê chưa nè, như là cây cổ thụ vậy á. Wow, bông nhiều ơi là nhiều luôn á, cái bông này, cái cây này giỏi thiệt á, ra bông quá trời bông luôn, để coi nó đậu trái làm sao cho biết ha, năm ngoái mình có ăn được có ăn trái hai trái gì à, còn nhỏ mà năm nay nó phát dễ sợ chưa các bạn. Là các bạn thấy bông nè, bông nè quá trời bông luôn. Rồi mình cũng chơi, mình chiết một nhánh nè, chiết một nhánh nè, không biết có được hay không nữa đó. Rồi chu cho các bạn thấy bông này, bông chưa, trái cây lớn chưa, bông này, nhánh này, bông này, bông này, các bạn thấy chưa, bông chưa. Vậy mà có em gái ở bên cái xịt nó nói cây em không có bông đâu chị ơi, làm sao chỉ cho em cho có bông, mình cũng đâu có biết làm sao đâu, mình cũng bỏ phân đủ thứ loại vô đó, bỏ phân bông rồi bone meal rồi ít meal rồi phân vôi rồi phong trùng quế, ui cho tùm lum tà la thứ luôn á, mà bây giờ nó tốt dễ sợ luôn các bạn ơi, quá trời tốt nè. Thấy các bạn thấy chưa, quá đã luôn. Còn cái cây thái dương cũng vậy, cũng có bông cũng 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 nở bông rồi nè các bạn, đâu rồi bông nó nở rồi nè, ở đây nè bông nó nở rồi nè, đó bông nè, ra ra nhánh là có bông à, ra nhánh là có bông à nè, ra nhánh là câu ca này bông rồi các bạn thấy chưa, sao cây này nó cũng bông hết à, mà mấy em gái lại không có bông. Còn cái này nữ hoàng này các bạn, nữ hoàng các bạn thấy bông không, bông cũng quá trời bông luôn nè, cây này còn nhỏ nhưng mà bông à, bông à. Ui ở đây nè quá trời bông luôn, cái này ăn ăn vừa rồi mấy chục trái luôn cái này các bạn, ngon ơi là ngon, chỉ thua đây mình thôi chứ nó cũng giống đây mình á, trời ơi bông quá trời bông luôn. Còn cái đây mình nè,
đây mình cũng bông quá trời này các bạn, sắp sửa đậu luôn rồi đó, sắp sửa nở luôn rồi đó. Mới đây thôi á, mới ấm ấm lại thôi á mà nó ra tốt rồi chưa. Này mình mới mua có một chút tiểu à. À bây giờ nó lên sắp 2 rồi đó các bạn. Mua rồi hôm Tết Việt Nam này. Mua có cô Linh này các bạn. Đó, 250 đó. Mua 250 đó các bạn. Mà bữa nay nó bông rồi chưa? Thấy em các bạn, cây nào cây nấy bông không à? Mà có em hỏi mình sao cây em không bông. Trời ơi bông này đó, các bạn thấy bông mơ không? Bông gì mà nó nhiều, bây giờ nó lớn rồi. Mai mốt có lớn nữa thôi thấy đã luôn á các bạn ha. Ô nhánh này cũng bông không này các bạn thấy chưa? Đó, tốt ghê đời luôn á. Quá trời mấy cái ổi tốt ghê đời á các bạn. Nhất là cái cây Thái Ruby nè, trời ơi nó tốt, nó bự. Nó bự bằng cây cố thụ luôn nè, các bạn coi nè, nó bự bằng cây cố thụ luôn. Đó. Thấy chưa, to cái chưa, cao cái chưa. Wow, mời các bạn ngắm một chút mấy cây ổi luôn ha. Chù chà, quá trời đã luôn. Bông khủng khiếp, mình ngắt mình bỏ cũng nhiều lắm rồi nha. Mà bây giờ nó còn nè. Ý da, nó để tháp thêm mớ nữa, chiết thêm mớ nữa mà không có thì giờ làm nữa. Hết khoe cái này tới khoe cái kia tùm lum tà la hết. Bông chưa? Em gái coi bông nè em gái, để em gái khầm lên với chị hoài, sao em không có bông đây? Bông của chị đây em, bông của chị nè nghe, em thấy bông của chị chưa? Nhánh nào cũng bông hết nha. Nhánh của em chụp hình gửi cho chị chưa có cái nào bông hết. Bé gái ơi, bé gái, ngắm nè nha. Đó, cứ bỏ tùm lum tà la hết trơn á, đâu có biết cái gì đâu. Đâu có bí quyết gì đâu. Mà không biết sao nó tốt vậy, không biết nữa. Wow, nó cao quá, phải cắt bớt à, ha. Cao quá, bự quá trời á. Ồ, cây này bây giờ nó mua mấy ngàn à, ha. Hồi mua 400 á. Hồi mua 400 mà trồng 2 năm rồi. Bây giờ lên được mấy ngàn nha, à. Mấy ngàn không cho rợ nghe các bạn ha. Nhà vườn mình hỏi là phải mấy ngàn không cho mình rợ tới nữa đó. Màu lớn dễ sợ luôn. Rồi, mời các bạn ngắm một chút nha. Đầu mùa qua lá cành. Cây trái hoa lá cành nữa. Thấy mà mê luôn, hết bệnh luôn á. Thấy cây hết bệnh luôn các bạn. Đây là cây ổi Ruby Đài Loan này các bạn. Đó nè các bạn thấy không? Bông nè. Mà lá nó bự mà nó tốt dễ sợ luôn. Nó dày. Nó dày quá trời các bạn ơi. Tốt quá ha. Wow, ê, nè bông này, đó, bông này, bông thấy chưa, nhánh nào cũng bông hết á. Cái này được ba chùm bông rồi ha. Mà mình ngắt cái ngọn 4 chùm bông rồi nè. Ngắt cái ngọn tràn là nó nuôi trái ha các bạn ha. Bởi vậy bây giờ mình ngắt đi. Hay là chờ cho nó lên chút xíu nó lòi cái ngọn ra rồi mới ngắt chứ ha. Đó. Đây nè, một nhánh này nè. Trời ơi mà các bạn thấy cái lá của nó. Nó tốt, mà nó to mà nó dày ơi là dày luôn. Đó các bạn, bông à. Nhánh nào, bông là hết mà ha. Đó em gái của mình ở Houston thấy chưa? Thấy bông của chị chưa? Để em cứ comment hoài, bông cây ổi em không có bông, mỗi của chị có bông nè. Làm sao có bí quyết gì đây? Chị đâu có bí quyết gì đâu. Cứ tưới phân đủ thứ loại hết. Tháng nào cũng bỏ hết chứ em. Tháng nào cũng bỏ, bữa thì bỏ phân trùng quế, tháng thì bỏ phân bone meal. Tháng thì bỏ ấp muối ấp sình. Rồi làm thêm phân vi sinh đi em quanh, bỏ nữa tưới nữa. Mà nó tốt chắc nhờ phân vi sinh quá.
rồi 3 tháng bỏ 3 tháng bỏ phân 14 lần nữa, nó bỏ tùm lum tà la hết đó. Phân vi sinh, pha sữa trứng gà, ui da chị đủ môn hết em gái ơi. Nên mà bây giờ thấy nó kết quả tốt đó, là nhờ tưới cái phân vi sinh mà làm với cái sữa đó. Rồi cái mình tưới bỏ vô mình tưới một tuần lễ, cái chị tưới 2 lần, một lần 1 lít vậy, một cây 1 lít vậy, phân vi sinh, sữa, nước rửa chén, buôn sạch chị làm tùm lum thứ hết trơn, nhưng mà kết quả rất là mỹ mãn nè em gái, thấy chưa, bông chưa. Trời ơi, năm nay nếu mà nó đậu trái thì khỏi ăn hết nổi luôn á. Đây là cái rua, cái thái, cái Đài Loan ruột trắng không hột nè. Đây cũng là không thấy không nè em gái thấy bông chưa. Đây bông nè, bây giờ mới ra quay phim mới thấy nhiều bông rồi, ngắt ngọn ha. Lên trên cũng bông không nè em gái ơi, đó. Chị không có nói láo đâu, chị quay cho em coi nè. Đó, thật sự là vậy mà em thấy cái lá nào lá nó đẹp dễ sợ luôn nè. Không có sâu rầy hết á. Được chưa? Đây nè, cây hồng chocolate. Để quay cái cây, nguyên cái cây cho coi ha. Nó cao như vậy rồi đó nè, cao quá là cao nè, cao quá là cao. Cao chưa giờ mà cắt rồi á, cắt rồi bây giờ nó mới ra lại á. Nè, một nhánh là một nhánh bông nè, một nhánh là một nhánh bông nè. Nó nứt á, từ trong cái chỗ lắc lắc lá ra, mấy cái lá cuối cùng nè, mình lặt bỏ rồi. Không để mấy cái lá cuối cùng nè ha. Đây, một nhánh là nhánh nè, nhánh là nhánh bông, thấy chưa, bông nè. Bông nè. Bông này nó nứt ra là có bông liền à. Hay vậy á. Mà đậu hay không đó là chuyện khác nha. Hy vọng mình cho nó ăn đầy đủ chất bổ, nó sẽ đậu trái nhiều á. Nó bông không à. Nè, các bạn, mà cái chậu này 25 ga lông á. Mình chỉ bỏ đất thêm vô thôi, mình chưa có thay đất thay gì hết á. Chỉ trắng rễ bỏ, chứ cũng không có chưa trắng rễ bỏ bớt, bỏ đất thêm, bỏ phân không à. Tại một lần thay đất chắc mệt quá, chắc làm không nổi à. Cởi đi, được bao nhiêu thì ăn bao nhiêu thôi ha. Nhưng mà rất là tốt nha các bạn. Rất là tốt, lá rất là đẹp. Bự ơi là bự luôn. Qua đây là cái chùm ruột này lên không nổi nè, lạnh quá. Còn đây là cái ổi Indo nè. Cũng thấy có hoa. Ồ, cũng thấy có hoa rồi nè. Cái ổi này bự lắm á. Nè, bông này. Ra mấy cái ngọn, mấy cái nắp này nè các bạn. Là có bông rồi. Đây bông này, thấy không? Bông này. Ồ, có bông rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Cao lắm á. Nói ổi này cũng ngon nha, mình cũng mua. Còn đổi ổi này là ổi kilo, năm ngoái của mình nó cháy quá trời luôn á các bạn. Năm nay nó bông lại nè. Đó, bông này. Mình sẽ lấy ổi Đài Loan. Ruby Đài Loan mình tháp nó vô. Không biết có được hay không nữa. Mà chưa tháp ổi. Chỉ tháp có 2 cây kia thôi mà tháp mẫn cầu đậu hết rồi các bạn ơi, dính hết rồi. Tháp mẫn cầu dính hết rồi, hay quá là hay luôn. Thấy cũng dễ ha, người ta chỉ, coi người ta chỉ trên mạng á, mình bắt chước làm theo á. Cũng dính được mấy chục cọng luôn á. Dễ sợ không? Tháp tùm lum tà la nó dính mấy chục cọng luôn á các bạn. Đó, cái ổi ruby Đài Loan nè. Đã chưa? Còn cái ổi mà Đài Loan lá ruột tím, lá tím nè. Đó, các bạn thấy ở đây nó cũng tốt quá trời nè. Mà chưa thấy ra một bông. Này sao lì quá, này lì quá, chưa thấy ra một bông. Chờ nó lên cao một chút nữa thử nó có ra bông chưa, chứ chưa thấy được bông. Ha. Đó, các bạn thấy chưa, khoe cho các bạn thấy ha. Blueberry nè. Đó nè, ổi nè, bông nè, thấy chưa các bạn? Thấy chưa? Bông nè, cái này nè, bông nè.
Các bạn thấy chưa? Rồi, mà cái đu đủ của mình nó chín rồi nè. Nhưng mà sao nó yếu quá hả? Nó yếu quá à. Mình đi mình cắt cái đầu nó đi rồi. Cắt cái đầu nó đi rồi để cho nó lùn. Mà chín được hai trái mà sao thấy lâu quá, lâu lâu là lâu luôn. Còn cây chuối á, trời mình cũng cắt luôn cái đầu luôn cho nó lùn luôn. Để coi nó lên lại có tốt không ha. Làm thí nghiệm mà ha, làm thí nghiệm mà. Nè bông nè, bông quá trời bông nè, thấy không? Các bạn thấy không, cây ổi nào cũng bông không à. Mình lấy mấy cái ổi này để mình tháp cho mấy cái ổi ngon. Để mình rảnh mình làm ha. Mời các bạn ngắm một chút xíu mấy cái ổi á. Mà bông không á, em gái kêu mình quay cho em gái coi nè ha. Đây con gái nè. Đó nè, bông nè các bạn thấy không? Cái này chắc ngắt cái ngọn này đi á. Bông nhiều quá rồi. 1, 2, 3, 4, ôi cha, 5, 5, 5 cái đùi bông rồi. Thôi lấy bỏ, đừng cho lên nữa ha. Rồi, các bạn thấy chưa? Mà các bạn thấy cái lá của nó nè, tốt, dễ sợ, healthy á, sợ không? Trời ơi, nó ăn mấy cái sữa trứng, chắc nó chịu sữa trứng phân vi sinh á. Sữa trứng mình quậy với phân vi sinh với đường á, mình pha vô á, mình tưới á, trời ơi, nó tốt dễ sợ luôn á các bạn. Mấy cái đó mình có chỉ hết trên cái mấy cái YouTube trước á, các bạn, này là dễ á. Mình thí nghiệm rồi, nó thành công, nó tốt này các bạn ạ. Làm giống như mình nên nó sẽ ngon lành lắm á. Cái lá gì mà cái lá dễ sợ luôn á. Ngon ơi là ngon luôn. Bông à. Nhánh nào cũng bông hết á. Cây nào cũng bông hết á. Không phải là một cây có bông nha, chục cây đều có bông hết, chục cây luôn á các bạn. Mình trồng cũng phải là hai cũng gần chục cây ổi á. Mà ổi hàng hiệu không á các bạn. Ổi hàng ngon không á. Mình thấy chưa? Mùa này là thôi đó, nó có trái là mê lắm á ha. Rồi mời các bạn thưởng thức một chút nha. Ổi. Xin cảm ơn các bạn đã thưởng thức những cái video của mình ha. Xin chúc các bạn vui vẻ, khỏe mạnh, bình yên, an bình và hạnh phúc ha các bạn. Làm ăn phát tài phát lộc nữa. Cả nhà vui vẻ hạnh phúc. Xin chào tạm biệt các bạn ha. Ui một cặp nè. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Đã chưa?